ta quyết định rồi, sau này sẽ là một người thông thả. Người muốn liên lạc với ta liền cùng người trò chuyện. Người không muốn liên lạc với ta liền tự nhiên thuận theo. Thật chẳng giấu giếm, dù rất nhớ người nhưng có thể dằn lòng. Chuyện chẳng có gì to tát cả.